Đó, bây giờ khỏe chưa? Dạ, hay chị. Ngồi dậy được chưa? Ngồi dậy được, tỉnh tỉnh. Hôm nay ai nuôi? Con nuôi rồi chứ. Con hả? Sáng giờ ăn gì chưa? Sẵn cho chồng đi mua chảo. Ăn chảo được. À, ăn cháo được hả? Đó là cậu ra đó cơm bữa. Con cả nên đồ nào sống. Chào anh có thể giới thiệu tên tuổi của mình là quê ở đâu anh? Em hả? Dạ. Tên tuổi của em hả? Dạ. Sinh năm 75. Dạ. Quê Quảng, Quảng Trị. Dạ. Anh tên gì? Nguyễn. Anh bị tai nạn giao thông sao anh có nhớ không? Có phải đến giao thông rồi là có người chở về không biết. Đi làm. Đi làm và chiều về mới bị xe bảy bảy chỗ tông. Hình như cái xe bảy chỗ này kinh chưa đó. Mà xe tông xong chạy mất tiêu luôn. À, kinh chưa. Rồi về tông ở đâu anh? Có nhớ không? Không ở đó luôn. Ở đâu? Ở đó là ở đâu? Ở Minh Nam đó mà chỗ Hòa Hưng. Hòa Hưng. Hòa Bình, không ai thích Hòa Bình á, em lo em Hòa Hưng, nhưng lo không em đổ về Hòa Bình, đổ về kia quá, à, công hoàn toàn phải chờ Hòa Bình. Thì Hòa Bình là bên Xuyên Mộc á, Xuyên Mộc hả? À. Chờ ở bên Xuyên Mộc. Ừ. Rồi sau đó anh không nhớ gì hết lên nè. Không, không nhớ gì hết. Là chờ đến tới xã chờ em đến tận Bà Rịa, em mới biết là chiếc xe đi đâu, những người mình đi đâu á. Ba hai đứa con rồi ba bị tai nạn chờ yên viện rồi. Đây là một cái trường hợp mà bị tai nạn giao thông và bệnh nhân vô cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy trong một cái bối cảnh rất là nặng và tổn thương nhiều cơ quan. À, có thể kể là đầu tiên là cái chân ở bên trái của bệnh nhân bị một cái vết thương ở gối, đồng thời cái khớp háng bên trái lại bị trật ra sau. Cái thứ hai là cái tay trái, cái cẳng tay trái bệnh nhân bị gãy hai xương cẳng tay. Cái thứ ba là một cái loạt xương sườn ở bên trái là cũng bị gãy bốn cái. À, cái thứ tư là một bệnh nhân bị tổn thương nội tạng, thì nội tạng ở trong ổ bụng và nội tạng trong lồng ngực cũng đều bị tổn thương. À, cái tôi nói trước về cái bụng. Cái bụng là bệnh nhân bị tuyến trước, các đồng nghiệp và chẩn đoán là có một cái tình trạng là có dịch bất thường ở trong ổ bụng, nghi ngờ là một cái xuất huyết ở trong ổ bụng, tuy nhiên nó là lượng ít. Cái thứ hai ở phía trong lồng ngực, thì khi mà bệnh nhân tới bệnh viện Chợ Rẫy chúng tôi chụp phim kiểm tra thì chúng tôi xác định đây là một cái trường hợp vỡ eo động mạch chủ do chấn thương và có tụ máu ở trung thất và có một ít dịch ở trong màng phổi bên trái, tức là máu. Trước một cái bệnh nhân mà đa thương như vậy thì cái vấn đề cấp cứu bệnh nhân phải có một cái chiến lược rõ ràng, sẽ ưu tiên những cái cơ quan nào đe dọa tính mạng bệnh nhân và sẽ giải quyết trước. Do đó ngay tại cấp cứu chúng tôi đã chụp lại một lần nữa phim bụng lần thứ hai để đánh giá cái tình trạng của trong bụng như thế nào, thì xác định rằng là cái lượng dịch ở trong bụng của bệnh nhân nó tăng lên so với cái phim đầu tiên ở cái bệnh viện của bệnh viện bạn chuyển đến. Và như vậy chúng tôi đã xác định rõ ràng là bệnh nhân đang có một cái chảy máu trong ổ bụng. Cái máu này từ đâu thì các tạng ở trong bụng là gan và lách thì không gây vỡ, do đó chúng tôi đã nghi ngờ là đó là một cái vỡ ở một cái mạc treo của trong bụng. Rất may cho bệnh nhân này là các ruột ở trong bụng, tức là tạng rỗng, là không có vỡ, do đó cái tình trạng nhiễm trùng nó sẽ không có gây khó khăn cho bệnh nhân trong những cái giai đoạn nhiễm trùng trong bụng đó, không gây nhân trong giai đoạn hậu phẫu. Nhưng mà ở trong lồng ngực thì nó có một cái thương tổn về động mạch chủ, thương tổn này có thể diễn tiến trở nặng vỡ ra bất kỳ lúc nào. Trong khi đó ở trong bụng là có một cái điểm đang chảy máu. Tương trước bệnh nhân này chúng tôi hội chẩn các chuyên khoa với nhau và đã quyết định cái phương án vừa cứu được bệnh nhân vì tổn thương ở bụng nhưng đồng thời cũng phải cứu được bệnh nhân ở tổn thương động mạch chủ.
về cái bụng thì chúng tôi sẽ tiến hành mổ ngay tức khắc. Sau khi bệnh nhân đã được chẩn đoán thì chuyển lên phòng mổ cấp cứu. Bác sĩ mới hỗ trợ đội của ngoại tổng quát, người ta mổ bụng, các bác sĩ nó mổ bụng ra và xác định đúng chính xác mở thương tổn ở trong mặt treo. Và sau đó sau khi cầm máu xong là về phía phẫu thuật tim chúng tôi là sẽ tiến hành cấp cứu cái tổn thương động mạch chủ liền. Hiện tại bây giờ trong chẩn đoán và giải quyết cái tổn thương eo, bây giờ chúng tôi dùng những cái biện pháp tiên tiến hơn là xâm lấn tối thiểu và áp dụng kỹ thuật cao. Cụ thể những bệnh nhân này chúng tôi thay vì tiến hành một cuộc mổ hở rất nhiều thời gian, chúng tôi tiến hành thay vào đó là đặt một cái stent grafts động mạch chủ để che đi cái đoạn eo bị vỡ, và bệnh nhân đã được tiến hành đặt stent grafts ngay trong cái cuộc mổ cấp cứu đó, che đi cái thương tổn đó. Và sau khi đặt xong chúng tôi kiểm tra thì động mạch chủ hoàn toàn không có chảy máu ra ngoài. Vấn đề như vậy là vấn đề đe dọa tính mạng bệnh nhân là chảy máu trong bụng và chảy máu trong lồng ngực, chúng tôi đã tiến hành cấp cứu một cách triệt để. Sau khi giải quyết các thương tổn ở mà có thể gây tổn thương, có thể gây đe dọa tính mạng bệnh nhân trước mắt, thì các chuyên khoa khác, ở đây cụ thể là các bác sĩ và chỉnh hình, sẽ tiến hành nắn khớp háng, rồi cắt lọc vết thương gối, rồi làm một cái nẹp cẳng bàn tay để mà cứu cho bệnh nhân, cố định trước mắt để giảm đau, và lúc đó bệnh nhân được chuyển sang hồi sức. Ý tôi muốn nói ở đây là đối với nhân đa thương, hiện nay thì các trung tâm lớn chẳng hạn như Chợ Rẫy, thì chúng tôi sẽ áp dụng nhiều phương pháp, và nhất là những cái kỹ thuật tiên tiến, nhưng trong trường hợp xâm lấn tối thiểu mà hiệu quả nhất để có thể giải quyết bệnh nhân nhanh nhất trong những bối cảnh mà bệnh nhân tổn thương nhiều đa thương. Một cái cuộc hội chẩn giữa các liên chuyên khoa với nhau để sắp xếp chiến lược, cái nào ưu tiên giải quyết trước, và áp dụng phương pháp hiện đại tối đa. Chẳng hạn như trong trường hợp này là đặt stent graft là rất nhanh và ít xâm lấn, sẽ giúp cho bệnh nhân sẽ mau chóng vượt qua được cái cơn nguy kịch và hồi phục sớm. Là bệnh nhân, khi mà bệnh nhân ở một cái bệnh nhân vừa đang có một cái chảy máu trong bụng, đồng thời có một thương tổn ở trong lồng ngực, thương tổn ở bụng là đang chảy máu, thì bệnh nhân sẽ đe dọa tử vong. Do đó các bác sĩ ngoại tổng quát phải nhanh chóng mở bụng và cầm máu. Sau khi cầm máu được xong thì đội của chúng tôi là sẽ khẩn trương vào để mà giải quyết cái thương tổn động mạch chủ, để cho cái thương tổn đó nó không gây xuất huyết ồ ạt. Tại vì chấn thương động mạch chủ thì tỷ lệ lớn khoảng 80-90%, nếu mà rách toát ra luôn thì bệnh nhân sẽ chết tại hiện trường. Những bệnh nhân như thế này là tổn thương lớp áo trong nội mạc và lớp giữa của động mạch đã bị rách ra, bệnh nhân chỉ còn một cái lớp rất là mỏng để giữ lại, để cho máu nó không có xà ra, không có chảy ra ồ ạt. Do đó trên CT chúng tôi sẽ thấy là những cái hình ảnh tụ máu trung thất hoặc là lan tỏa trong đó, rồi động mạch chủ sẽ bị thương tổn và sẽ bóc tách, hoặc là có thể có tràn máu màng phổi ở bên trái. Thì đối với những trường hợp đó mà cách đây nhiều năm mà chưa có cái biện pháp đặt ống động mạch thì bệnh nhân sẽ phải mổ một cuộc mổ không phải 6-7 tiếng, rất là nặng nề, và phải dùng những cái thuốc kháng đông. Mà đối với bệnh nhân, các bạn thấy bệnh nhân đa thương là nó chảy máu ở nhiều nơi, mà mổ động mạch chủ mà mổ mở thì bắt buộc phải dùng kháng đông liều cao, thì cái đó sẽ làm cho bệnh nhân chảy máu nữa, và cái đó sẽ làm cho cái kết quả của bệnh nhân nó sẽ nặng nề. Bây giờ nhờ có kỹ thuật tiên tiến là đặt stent graft ống ghép nội mạch, chúng tôi có thể triển khai cấp cứu ngay tại sau khi bệnh nhân vào viện. Tất cả mọi chuyện phải tiến hành rất là nhanh. Nội mạch stent graft mạch chủ thì ở khoa chúng tôi đã đặt thường quy, nhưng để triển khai cấp cứu cần phải một tính chuyên nghiệp, và lúc nào cũng sẵn sàng, và chúng tôi cũng
làm thường quy tất cả những trường hợp mà cấp cứu như vậy. Thì từ lúc bệnh nhân vào bệnh viện cấp cứu lên phòng mổ thì mổ từ khoảng từ 5 giờ sáng cho đến khoảng trưa khoảng 10, 11 giờ là xong. Tại vì tất cả các cuộc mổ nó đều tương đối là giống như là rất là nhanh gọn. Nhanh gọn ở đây bởi vì là chúng tôi trước mổ đã chẩn đoán được chính xác và vô là giải quyết thương tổn ngay tức khắc. Thứ nhất chẳng hạn như là bác sĩ ngoại tổng quát mổ bụng lần thứ nhất ra để khâu cầm máu, sau đó thì chúng tôi sẽ tiến hành đặt stent, rồi sau đó ngoại tổng quát phải kiểm tra lại coi cái thương tổn sau khi khâu cầm máu ở ruột ở mặt treo thì ruột non nó có bị ảnh hưởng gì không. Thì bệnh nhân này rất là may mắn là tổn thương ở mạch máu mặt treo nhưng không ảnh hưởng đến sự dinh dưỡng máu ở ruột non, nên bệnh nhân không có phải cắt ruột hay là làm cái gì đó thủ thuật về ruột non, trên ruột non. Còn cái động mạch chủ của chúng tôi sau khi đặt xong thì bây giờ các anh chỉnh hình phải vô để nắn khớp háng lại, rồi phải treo đinh kéo tạ xương đùi, rồi phải băng bột cẳng bàn tay, rồi sau đó bệnh nhân được chuyển sang hồi sức. Thì tất cả những bệnh nhân nhiều thương tổn nhưng có những thương tổn có thể giải quyết nhanh chóng và bằng những phương pháp can thiệp tối thiểu, do đó cái thời gian mổ nó sẽ rút ngắn lại để giúp cho bệnh nhân mau chóng hồi phục. Thưa bác sĩ, thì hiện tại thì tình trạng sức khỏe của bệnh nhân như thế nào và dự kiến khi nào bệnh nhân sẽ xuất viện? Hiện tại bây giờ bệnh nhân về tổn thương ở bụng và tổn thương ở động mạch chủ là đã ổn định. Giờ chỉ còn ở tổn thương về chỉnh hình thì cái đó nó sẽ phải cần thời gian để hồi phục. Và bệnh nhân sẽ được chuyển về bệnh viện Bà Rịa để giải quyết cái xương hai gãy hai xương cẳng tay. Còn cái khớp háng đã được nắn lại thì cũng phải cần thời gian nghỉ ngơi để hồi phục lại cái bao khớp đó. Thì bệnh nhân sẽ được chuyển viện trong vòng 1-2 ngày tới.